Chúng ta lại gặp nhau trong phần tiếp theo của bản tin FPNC tới ngày hôm nay 10 tháng 3. Thưa quý vị, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy sản NAFICAT đã đề nghị Cục Kiểm tra và An toàn Thực phẩm FSIS thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ công nhận bổ sung cho 22 nhà máy chế biến cá tra của Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu vào Mỹ. Hiện tại chỉ mới có 23 trên 45 nhà máy chế biến cá tra của Việt Nam được cấp phép xuất khẩu vào nước Mỹ. Trong khi 22 nhà máy còn lại trong danh sách được NAFICAT gửi cho FSIS thì vẫn chưa được cấp phép. Lý do là các nhà máy này chưa hoàn tất việc gửi một số tài liệu pháp lý về việc kiểm soát các sản phẩm. Sau khi kiểm tra và hướng dẫn bổ sung các thông tin, NAFICAT đã nộp những thông tin cần thiết cho phía Mỹ và yêu cầu công nhận tiếp 22 nhà máy. Đồng thời, cơ quan này cũng yêu cầu các doanh nghiệp có tên trong danh sách được phép xuất khẩu vào Mỹ không được chủ quan, mà phải chủ động liên tục rà soát hệ thống kiểm soát chất lượng, đảm bảo các chỉ số về tiêu chuẩn phía Mỹ đề ra, cũng như việc ghi nhãn cho chính xác. Qua đó giúp tăng thêm uy tín trong việc làm ăn với các thị trường khó tính như Mỹ và EU trong việc xuất khẩu nông lâm sản và thủy sản. Hiện tại, Việt Nam là quốc gia có số nhà máy được công nhận xuất khẩu vào thị trường Mỹ đứng đầu với 23 nhà máy. Trong khi đó, Trung Quốc có 19 nhà máy, Thái Lan 7 nhà máy và Myanmar có 13 nhà máy. Dự kiến từ ngày 15 tháng 4, FSIS sẽ chính thức kiểm tra các lô hàng cá tra của Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ. Các lô hàng cá tra nhập khẩu vào Mỹ phải đảm bảo không vi phạm các yêu cầu về thông tin trên nhãn, đồng thời thực hiện kiểm tra điều kiện vệ sinh lô hàng, chỉ tiêu hóa chất kháng sinh phải phù hợp với các tiêu chuẩn của Mỹ để được thông quan. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục hỗ trợ 523,7 tỷ đồng cho 34 địa phương từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 để khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ đông xuân năm 2015-2016. Trước đó, tháng 2 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ cũng đã quyết định hỗ trợ 85,1 tỷ đồng cho 6 tỉnh Quảng Trị, Đắk Lắk, Đắk Nông, Long An, An Giang, Đồng Tháp để khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ hè thu 2015. Theo dự báo, tháng 3 sẽ là cao điểm của khô hạn, xâm nhập mặn. Vì vậy, Chính phủ yêu cầu các tỉnh phải triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống hạn, xâm nhập mặn với mục tiêu giảm tối đa thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra. Ngoài việc Chính phủ chi tiền để giúp đỡ khắc phục những hậu quả do hạn hán và ngập mặn gây ra các tỉnh, thì mới đây Ngân hàng Nhà nước cũng tham gia hỗ trợ cho các nông dân hoặc doanh nghiệp bị ảnh hưởng do hạn hán và ngập mặn, đó là miễn giảm lãi vay cho các trường hợp này. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng nhà nước chi nhánh ở các tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Cửu Long phải có những biện pháp để hỗ trợ tối đa các nông dân và các doanh nghiệp kinh doanh nông, lâm và thủy sản chịu ảnh hưởng của El Nino, tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài trong thời gian qua. Cụ thể, các đơn vị cần rà soát thiệt hại vốn tín dụng tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay theo thẩm quyền và khả năng tài chính của tổ chức tín dụng trong việc giúp đỡ bà con tại nơi đây. Đồng thời thực hiện hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với khách hàng hoàn thiện hồ sơ đề nghị khoanh nợ theo quy định, tiếp tục cho vay để khôi phục sản xuất, ổn định đời sống, v.v. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu định kỳ trước ngày 10 hàng tháng, các chi nhánh tỉnh, thành phố phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tình hình hỗ trợ khắc phục thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn. Thưa quý vị, như thông tin chúng tôi đã phản ánh, thì tình trạng hạn hán xâm nhập mặn nghiêm trọng nhất trong vòng 100 năm qua đang gây thiệt hại cho nông nghiệp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thì tác động của xâm nhập mặn cũng đã thấy rõ qua ảnh hưởng đến hệ thống cung cấp nước cho thành phố. Và mới đây, thì hồ Dầu Tiếng tại tỉnh Tây Ninh đã phải xả nước xuống sông Sài Gòn để đẩy mặn, giúp nhà máy nước Tân Hiệp lấy nước thô để xử lý, cung cấp nước sinh hoạt cho người dân thành phố. Và tình trạng hạn hán xâm nhập mặn dự báo sẽ còn kéo dài và nghiêm trọng hơn trong các tháng tới, thưa quý vị. Vậy thì liệu nguồn cung cấp nước cho thành phố có căng thẳng? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đại diện Tổng công ty cấp nước thành phố Sawako xung quanh vấn đề này. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Xin ông cho biết là tình trạng xâm nhập mặn hiện nay thì đang ảnh hưởng như thế nào đến hệ thống cung cấp nước của thành phố Hồ Chí Minh ạ? Hàng năm đều có xảy ra hiện tượng xâm nhập mặn, nhưng riêng năm nay thì chúng ta có chứng kiến hiện tượng El Nino nên cái vấn đề khô hạn và xâm nhập mặn diễn ra gay gắt hơn. Các cái hồ chứa của đầu nguồn á, là hồ Trị An cũng như hồ Dầu Tiếng Phước Hòa đều có lượng trữ nước đều thấp hơn trung bình nhiều năm. Họ chỉ trữ được khoảng 70-80% công suất thiết kế. Cộng với lại là mùa khô năm nay cũng dự kiến kéo dài, do đó thì nó cũng gây ảnh hưởng đến hoạt động cấp nước. Điển hình như trong đầu năm đến nay thì trên các trạm bơm chúng tôi cũng đã xảy ra hiện tượng là xâm nhập mặn. Chúng tôi ghi nhận được hiện tượng xâm nhập mặn vượt quá tiêu chuẩn quy định. Thì ngay tại cái địa điểm lấy nước của nhà máy nước Bình An ở trên sông Đồng Nai cũng như địa điểm lấy nước của nhà máy nước Tân Hiệp trên sông Sài Gòn cũng đã có hai đợt cũng nhiễm mặn, và chúng tôi cũng phải ngưng hoạt động. Trong những đợt đó chúng tôi ngưng hoạt động khoảng vài giờ để tránh cái đợt nhiễm mặn đó.
cái sản lượng của các cái nhà máy trong thời điểm đó sẽ bị giảm sút. Cái thứ hai nữa là khi nhiễm mặn như vậy thì nhiễm mặn cộng với lại khô hạn á, thì mực nước của sông nó cũng bị hạ thấp, nó cũng gây ảnh hưởng đến công tác vận hành xử lý của các nhà máy, điện năng bị hao tốn nhiều hơn, vân vân. Tuy nhiên thì phải nói là chúng tôi cũng đã dự báo tình hình này, cho nên cái thời gian qua thì chúng tôi có các bước chuẩn bị, cho nên là cái vấn đề xâm nhập mặn ảnh hưởng đến hệ thống cấp nước cũng chúng tôi cũng đã tiên liệu, và nó đảm bảo lúc nào cũng duy trì một cái lượng nước ổn định, chất lượng nước đạt yêu cầu. Thưa ông, thì vậy thì tình trạng xâm nhập mặn ảnh hưởng đến hệ thống cung cấp nước của thành phố thì dự kiến đến khi nào sẽ chấm dứt ạ? Theo như thông báo của khí tượng thủy văn thì dự kiến mùa khô năm nay có thể kéo dài tới khoảng tháng 6. Thì như vậy thì khi mà mưa xuống thì tình hình xâm nhập mặn sẽ giảm hẳn. Thì từ đây đến đó thì chúng ta phải chứng kiến là nó cũng có những cái khó khăn trong cái hoạt động cấp nước. Thì nếu mà cái sang cái chu kỳ thì sang cái mùa khô năm sau thì sẽ vấn đề sẽ tiếp tục xâm nhập mặn. Và chúng ta cũng biết song hành với vấn đề xâm nhập mặn thì là vấn đề biến đổi khí hậu. Vấn đề biến đổi khí hậu đi kèm với mực nước biển dâng thì mỗi năm thì xâm nhập mặn nó sẽ xảy ra, nó gay gắt hơn một chút. Vậy thì từ đây cho tới hết cái mùa khô năm nay thì những cái giải pháp mà bên mình để triển khai để ứng phó với tình hình là như thế nào? Sau qua cô chúng tôi thì có triển khai các giải pháp để ứng phó trước mắt. Thứ nhất là cái công tác giám sát chất lượng nước, giám sát cái độ mặn, chúng tôi giám sát một cách thường xuyên, liên tục để chúng tôi có thể dự báo được cái độ mặn khi nào sẽ vượt ngưỡng. Do đó thì chúng tôi sẽ kết hợp cùng với lại bên chỗ các đơn vị quản lý các hồ đầu nguồn á, như Trị An cũng như hồ Dầu Tiếng á, thì sẽ xả nước đẩy mặn kịp thời. Còn về trên mạng lưới á, thì chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành mạng lưới, điều phối hoạt động của các nhà máy nào bị nhiễm mặn và phải vì lý do nhiễm mặn phải ngưng á, thì các nhà máy khác phải vận hành để tăng công suất lên để thay thế. Còn cái nữa là chúng tôi cũng dự trù các tình huống khẩn cấp luôn, có nghĩa là các hệ thống xe bồn và giếng lẻ là chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng. Thưa ông, như ông có chia sẻ thì cái tình trạng xâm nhập mặn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thì sẽ diễn ra hàng năm và có thể là sẽ càng ngày càng nghiêm trọng hơn trong thời gian tới. Vậy thì theo ông thì thành phố nên cần có những cái giải pháp gọi là lâu dài như thế nào để tránh để có thể hạn chế được những cái tác động của tình trạng này đến cái việc cung cấp nước của thành phố trong tương lai? Đối với lại các giải pháp về lâu dài thì ngành cấp nước chúng tôi cũng có một số cái chủ động thực hiện. Thì về cái phần ngành cấp nước chúng tôi thì thứ nhất là cái công nghệ xử lý của các nhà máy chúng tôi phải tối ưu hóa để đảm bảo thích ứng được với lại cái chuyện biến đổi khí hậu. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng đã tăng cường các cái bể chứa nước sạch ngay tại các nhà máy, cũng như các bể chứa nước sạch chúng tôi sẽ làm bổ sung trên mạng lưới để sẵn sàng cung ứng trong thời điểm bị thiếu nước. Cái thứ ba nữa là chúng tôi phải chuẩn bị các cái chạm giếng sẵn sàng hoạt động để chúng ta có thể là dự phòng cho các tình huống mà bị xâm nhập mặn. Cái nữa là chúng tôi cũng đã đề xuất và thành phố hiện nay cũng đang chỉ đạo các cái sở ngành để phối hợp cùng chúng tôi, đó là đề xuất là chúng ta phải xây dựng một cái bể chứa nước thô ở trên thượng nguồn của sông Sài Gòn. Bởi vì sông Sài Gòn hiện nay là bị xâm nhập mặn nặng nhất, chúng ta ưu tiên thực hiện bể chứa nước thô có thể chứa trữ từ 1 cho đến nhiều ngày để đảm bảo chủ động trong công tác phòng chống mặn. Một cái vấn đề nữa là hiện nay là tổng công ty chúng tôi cũng có cái kế hoạch là chúng ta sẽ khai thác nước từ các hồ Dầu Tiếng cũng như là hồ Trị An, khai thác nguồn nước từ đó để đảm bảo thích ứng với lại vấn đề xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu. Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi ngày hôm nay.
Tay đua xe F1 lừng danh làng đua một thời Scott Tucker đã từ chối nhận tội trong phiên tòa xét xử cáo buộc ông liên quan đến những vụ cho vay nặng lãi trên Payday trong thời gian qua. Theo cáo buộc, phía công tố viên từ năm 2012, cơ quan điều tra đã phát hiện số tiền 1.32 tỷ đô la Mỹ không rõ nguồn gốc trong tài khoản của Tucker và em trai của ông. Sau khi điều tra, phía cơ quan thẩm quyền phát hiện ra số tiền hơn 1 tỷ đô la Mỹ mà Tucker có được do dụ dỗ các khách hàng tham gia vào đường dây vay với lãi suất cao. Tính từ năm 1997 đến nay, đã có gần 600 người là nạn nhân của đường dây này. Một nhóm các cầu thủ đội tuyển bóng mùa dục MFL đã có mặt tại Ai Cập để tham gia chương trình phát triển và hỗ trợ nền bóng mùa dục tại nước này. Đây cũng là chương trình nằm trong chiến dịch quảng bá môn bóng mùa dục. Các cầu thủ đã có buổi viếng thăm kim tự tháp Giza và tượng nhân sư, sau đó họ còn lên cả dự trình tiếp tục một số tour xuyên suốt tuần. Liên đoàn bóng mùa dục Ai Cập hiện nay đã hoạt động với quy mô 7 đội bóng với số lượng cầu thủ hơn 400 người. Việc theo dõi và giám sát gian lận doping trong kỳ Olympic Rio năm 2016 năm nay và các kỳ hội thao kế tiếp sẽ do Hội đồng trọng tài thể thao CAS đảm nhiệm, thay vì Ủy ban Olympic quốc tế như trước đây. Đại diện IOC cho biết, lãnh đạo cấp cao của họ quyết định sẽ rút khỏi vị trí này để tạo điều kiện cho việc giám sát và kiểm tra trở nên công bằng và chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, thực tế có lẽ phía khán giả và các đoàn vận động viên có lẽ cảm thấy yên tâm hơn với thông tin này sau khi IOC dính vào các vụ bê bối doping tràn lan vào năm ngoái. Kính thưa quý vị, trong phần tiếp theo xin mời quý vị cùng cập nhật những tin tức nổi bật trên thế giới. Tình hình biểu tình tại Pháp có thể sẽ kéo dài nếu thương lượng đàm phán giữa chính phủ với người lao động bất thành. Dịch Zika đang hoành hành ở khắp nơi trên thế giới, tuy nhiên sẽ cần đến vài tháng để có thể thực hiện các thử nghiệm vaccine phòng bệnh trên người.